Chiều tối ngày 17 tháng 10, sự kiện đêm thịnh điển của tạp chí thời trang Vogue Trung Quốc đã được diễn ra với sự góp mặt của nhiều ngôi sao nổi tiếng và quen mặt với giới thời trang xứ Trung. Đây là sự kiện đầu tiên được tổ chức bởi Rocco Liu, Lưu Sung, cựu tổng biên tập tạp chí GQ, dưới vai trò tổng biên tập chí Vogue Trung Quốc. Sau khi tổng biên tập trước đó là Trương Ngưng phải từ chức vì tình hình ngày một đi xuống của trang tạp chí thời trang danh tiếng này. Năm ngoái, Lưu Sung cũng từng gây ấn tượng mạnh với khán giả với buổi thịnh điển GQ được tổ chức tại Cổ Trấn. Hãy cùng Cbiz Film nhìn lại những hình ảnh xinh đẹp, lộng lẫy của các ngôi sao hàng đầu trong sự kiện Vogue lần này nhé! Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. We'll be right back.
through the sun rays, and I... And we'll grow in number, fuel.